Vâng, chào các bác nhé. Vâng, ngày hôm nay thì không biết là lên sóng cho các bác về những mẫu xe gì đây. Vừa rồi thì mới đi mua được con Toyota Innova bản Ventura 2018 này, màu đỏ chót chọt tình yêu này. Đấy, zin cả xe luôn. Và ngày hôm nay thì ở đây thì em cũng đang xếp một dàn xe 7 chỗ ra, nhưng không biết là quay xe gì cho các bạn này. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác về những cái dòng xe mà nó loanh quanh từ vài chục cho đến hơn 100 triệu một tí. Nói chung là chuẩn bị mưa dầm gió bấc rồi, nếu như cái khách hàng nào mà kiếm một con xe để đi che nắng che mưa, hay kiếm một con xe mà đi công trình công trường, chuẩn bị đợt không khí lạnh thì mưa dầm gió bấc đó, những phương tiện đó thì rất là cần cho các bác, thật là rất là cần. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho anh em và quay cho anh em những cái chiếc xe mà từ vài chục cho đến hơn 100 triệu, rất thuận tiện và giá cả phù hợp để cho các bác đi nhá. Ok các bác nào. Vâng, bãi nhà em thì khá nhiều xe, nói chung là rất nhiều những cái dòng xe cỏ ít tiền. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn một cái video về những cái chiếc xe rẻ tiền, từ vài chục cho đến hơn 100 triệu tí thôi, rất phù hợp để cho các bác đi. Đây thì hôm nay em xếp dàn xe 7 chỗ, nhưng mà hôm nay em không quay dàn 7 chỗ đâu. Và chúng ta đi vào sâu trong đây, chúng ta kiếm những chiếc xe vài chục cho các bác thuận tiện. Ở đây rồi, ở đây chúng ta lại có một chiếc xe Daewoo Lacetti EX. Con này thì form dáng của nó rất là chuẩn. Nếu mà để một cái thời cách đây khoảng vài năm thì những cái dòng xe này chạy rất là ok, và cũng khá là thịnh hành, và giá của nó thì cũng khá là đắt. Nhưng mà hôm nay thì thời điểm này thì cái dòng xe này coi như là xếp vào những cái hàng xe cỏ, và giá của nó chỉ có loanh quanh tầm trên dưới 100 triệu. Con này thì em đang bán 105 triệu Lacetti đời 2005, nhưng mà nếu như các bác là thiện chí thì cứ tầm 90 là lên đường. 90 là lên đường, tôi đang nói giá luôn cho các bác nhé, để cho các bác đỡ phải phân đối, đỡ phải bớt xén làm gì cả, nói luôn cho các bạn là thích luôn. Có được cả màn hình rồi nhé, con này màn hình to luôn ạ, màn hình ca phủ đẹp, rất là đẹp luôn. Rất là ok với giá chỉ 90. Tiếp theo đây thì chúng ta lại có một chiếc xe Lifan. Quên, không phải Lifan, nó là một chiếc Nissan nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Đây là một mẫu sedan hai đầu, nó là ô tô chứ không phải xe máy nhé mọi người nhé. Nó không phải là xe máy đâu ạ. 35 triệu thì khi nghĩ đến cái giá của nó thì các bạn nghĩ là còn xe máy thôi. Nhưng khi lên hình thì nó là ô tô 5 chỗ ngồi với một cái khối động cơ là 1.8, và nó là hàng nhập khẩu nguyên con của Nhật Bản. Một chiếc Nissan Bullet sản xuất năm 1990. Vâng, đấy, có đầy đủ màn hình. Và con này thì em sẽ có thể là bao vận chuyển, test vận chuyển các tỉnh, chạy bo thoải mái. Con này 1.8 thì cực khỏe luôn, kể cả các vùng đồi núi đồi nước là chạy chiếc xe này ok. Các bác đi công trường, các bác vất vả thì cũng khá là ok. Cái khoang động cơ của nó thì hoạt động rất là tốt, máy nổ rất là ok. Biển Hà Nội, giấy tờ đầy đủ, đăng ký đăng kiểm chủ mà đăng ký đăng kiểm thì đầy đủ hết các bạn nhé. Giá 35 triệu nó như chiếc xe máy mà, rẻ hơn cả xe máy luôn. Vâng, ở đây tiếp tục thì chúng ta lại có một cái chiếc xe mà nó cũng chỉ là giá của xe máy thôi. Con này thì nó là một chiếc xe Lifan, với chiếc Lifan sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, biển Vĩnh Phúc 88A7947. Vâng các bạn ạ, với chiếc xe này thì bên em đang bán là 65 triệu. Nếu như anh em thiện chí thì em để cho các bác tầm khoảng 55 triệu bớt cho các bác 10 triệu, bớt cho các bác 10 triệu nhé. Tầm 55 triệu là cũng lên việc, lên làm đường ấy, vào việc các bạn nhé. Keo chỉ con này thì khá là đẹp và zin. Nói chung là nếu như các bác là mua về chạy tập lái hay là chạy công trường công trình thì với cái mẫu Lifan này, đời cao 2007 các bạn nhé, 2007. Rồi chúng ta sẽ xem cái hàng 7 chỗ này nó có con nào mà rẻ tiền thì chúng ta sẽ cùng xem. Nói chung là nó rẻ rẻ thôi, chứ đắt thì chắc các là nó thuộc hệ khác rồi, thì chúng ta sẽ cùng xem xe khác. Đây, ở đây chúng ta đang có một chiếc Toyota Jay. Với chiếc Toyota Jay sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc. Jay sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, Toyota. Con này thì máy của nó là 1.8 và với giá bán chỉ còn 55 triệu thôi. 55 triệu đây, anh em có thể lên nổ máy một tí xem có được không nhé. Tay lái như trường sơn luôn này các bạn này. Trông rất là trường sơn luôn. Lổ cái ăn ngay này. Đây thì xe thì em cũng vừa mới đi đăng kiểm về xong đây này. Giấy tờ đây cho các bác xem luôn này. Giấy tờ cho các bác xem luôn nhé. Giấy tờ cho các bác xem luôn này. Nói chung đấy, máy lổ khá là êm. Giấy tờ đây các bác này. Đây này. Đây ạ. Chúng ta sẽ cùng xem luôn ạ. Đấy. Bảo hiểm, đăng ký, đăng kiểm này. Anh em thấy
bảo hiểm đăng ký đại biển này, đăng kiểm này. Năm 1997 nhé, đăng ký năm 2008, tên tư nhân. Rồi ạ, bảo hiểm thì 15 đến tháng 1 năm 2023. Đây đăng kiểm đây. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Gốc Hà Nội, đó 9756 Toyota Jay nhập khẩu nguyên chiếc ở Nhật Bản với khối động cơ 1.8. Đấy các bạn nhé. Đấy, máy thì rất ok. Đấy, giải còi to luôn. Đấy. Với giá bán chỉ có bao nhiêu ạ? 55 triệu thôi là anh em đã sở hữu được chiếc xe này. Vô lăng thì không khác gì, còn xấu hơn cả cái vô lăng của Công Lông luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó là ô tô nhá, có điều hòa mát rượi luôn. Có điều hòa mát rượi luôn nhá các bạn nhá. Đó, các bác nào mua về đi công trường, công trình, chở đồ, chở đạc thì nói chung là cái dòng xe này nó khá là hợp lý. Đó. Rồi, tiếp theo thì sau đây chúng ta đang có một cái chiếc xe cũng chỉ loanh quanh hơn 100 triệu tí. Gần 100 triệu chứ không phải hơn trăm. Đó là một chiếc xe Fiat. Với chiếc Fiat này 7 chỗ thương hiệu đến từ Ý và xe của nó thì khá là đẹp. Con này thì trang bị thêm cả đèn bi này. Đấy, bộ đèn bi rất là sáng. Và con này thì cửa lùa nhá. Nội thất là ghế da nguyên bản, cửa lùa rất là đẹp cho anh em. Rất là đẹp cho anh em. Con này thì khá là ok. Con này zin cả xe máy 1.6, khá tiết kiệm nhiên liệu. Đây con này thì nổ máy rồi. Các bác này bảo không nổ được máy thế nào. Đấy. Úi xời, ăn ngay. Con này thì máy của nó thì cực chất luôn. Nói chung là rất là chất lượng. Đấy. Con này keo chỉ zin nhá. Tất cả zin hết, độ đồng xương zin còn khá nhiều. Form dáng thì khá là đẹp. 7 chỗ ngồi thương hiệu Ý, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đốp slow đời 2003 Fiat. Tên tư nhân chính chủ, biển Bắc Giang luôn. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 98 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được chiếc xe Fiat này rồi. Đó, một chiếc xe khá hợp lý rồi. Đó, chắc là cũng cái tầm loanh quanh thế thì chúng ta ở đây cũng hết rồi. Chúng ta sẽ đi về cái hàng đầu tiên này. Nhà em thì những cái dòng xe rẻ tiền thì khá nhiều chứ không phải là ít, đúng không ạ? Nhưng vừa rồi thì đợt vừa rồi chuẩn bị mưa dầm gió bấc, nhà em bán cũng khá nhiều những cái dòng xe này. Những dàn 7 chỗ thì nhà em rất nhiều, có cả bán tải bán tiếc là đầy đủ luôn ấy. Vâng, ở đây thì chúng ta lại đang có 3 chiếc xe, 4, 5 chiếc xe mà cái giá của nó chỉ hơn 100 triệu máy xăng. Đó là 5 chiếc xe Chevrolet Vivante. Với chiếc biển 88A này nó là 2008 số sàn, máy của nó là 2.0 bản đủ. Xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc với giá 155 triệu. Sau đây là một chiếc Vivante 2008 số tự động, biển 17K7903 với giá bán hiện tại là 179,75 triệu đồng. Con này số tự động cũng đời 2008, máy 2.0. Vâng, con biển 37, 38, 391 này cũng là một chiếc Vivante 2008 số sàn, máy của nó là 2.0, biển 37, 38, 391 với giá bán cũng chỉ có 155 triệu số sàn bản đủ, một mẫu xe gia đình nhé. 5 chiếc xe này đều là xe gia đình hết các bạn ạ. Đây còn 2 chiếc nữa này. Một chiếc biển 11 của tỉnh Cao Bằng này, nó là số tự động với giá 175 triệu. Tất cả đều rất là ok cho các bác, tất cả đều rất là đẹp cho các bác. Vậy các bác nào đừng ngoại quan tâm, mình có ít tiền thì mình mua ít tiền. Nếu các bác nào đang tìm cái dòng xe ít tiền thì chỉ có gọi cho Tuấn Anh mới có nhiều xe ít tiền thôi. Các bác không phải ngại đâu ạ. Mình mua ô tô về mình để đi chứ mình không phải khoe. Không phải sĩ diện với ai cả. Nên là cứ làm sao mà che nắng che mưa, bảo vệ cho cả nhà, hoặc là đi công trường công trình, nó khá là ok, là hợp lý rồi. Các bạn lắm bác thì cứ sợ là sĩ diện, nên là cái độ sĩ diện cao, nên là cứ ngại ngại, không phải gọi. Ôi giời, tiền nào mình mua của đấy thôi các bạn ạ. Cái không phải suy nghĩ, không phải so bì với thiên hạ làm gì. Thiên hạ thì nhiều người có tiền lắm, còn nhiều người cũng còn ít tiền lắm, đúng không ạ? Đấy. Tiếp tục đây là chiếc màu vàng cát, con này 155 triệu đời 2008 các bác nhé. Đấy. Ở đây chúng ta đã có một chiếc xe Isuzu máy dầu. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý này. Con này thì hiện tại là bên em đang bán 189 triệu máy dầu số tự động luôn. Máy dầu số tự động 204. Đấy, máy dầu số tự động 2.5 nhá, turbo, biển 37, 38, 858 với giá 189 triệu đồng. Rồi ở đây chúng ta xem có chiếc xe nào hơn trăm. Đây con này có con Gentra này, Gentra 2010 biển 34A55173 với giá khoảng tầm 150, đời 2010, xe gia đình, không khoa đục, không taxi dịch vụ gì, tầm 150 thôi các bác nhá. Nói chung là cái dòng sedan mà hai đầu mà xe đẹp như thế này thì cái tầm 150 thì nó khá là hợp lý rồi, đúng không ạ? Tiếp tục ở đây chúng ta xem có những chiếc xe nào không. Vậy bà con, các bác anh chị em nào quan tâm, ở kể cả là hơn 100 triệu cũng có những chiếc xe đời cao luôn chứ không phải là đời thấp các bạn. Các bạn đừng nghĩ hơn 100 triệu là mua được những xe về đi về đẩy luôn ạ. Đây ạ, Spark đây. Spark này thì cũng đời 2010 chứ không phải là ít đâu, 2010. Con này thì 0.8 máy xăng. Đấy. 5 số, 5 chỗ ngồi, biển Hà Nội và giá là 99 củ. Nói chung là nếu như các bác nào gọi là ít tiền đi lại thì rất là ok cho anh em. Đi lại rất là ok cho anh em này. Rất ok này.
Rất là đẹp cho anh em này, rất hợp lý cho anh em với cái giá khá hợp lý như thế này. Mà giá của nó thì rất là ok và bây giờ chỉ còn khoảng tầm 90 triệu thôi. Có bớt sâu cho anh em tí 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 để các bác đến. Đã bớt sâu lại còn tí tí tí, đúng là hài các bác nhỉ. Nhưng không sao, các bác cứ đến đi em bớt cho. Tiếp tục đây là một chiếc Morning số tự động biển Hà Nội, biển Thái Bình 17A01657. Và với chiếc xe này thì nó là một chiếc xe Morning 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc số tự động. Đấy, dòng Kia thì các bạn biết rồi, lớp bền nó lành, nó cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chờ bán chỉ có bao nhiêu ạ? Nói chung là 189 triệu, 189 triệu Morning 2008 nhập khẩu. Hoặc là các bác nào mà thích số tự động mà muốn mua cho vợ về đi chở con đi học hay đi chở hàng hay là đi đâu đó thì đây, có con xe này đang về đây này. Con này là con biển 20D02293, một chiếc Matiz 207 số tự động 0.8. Đây là một chiếc Matiz van nhé, với giá bán chỉ có 108 triệu đồng thôi. Con này thì máy chất cực kỳ luôn, lốp thì khá là đẹp và khá là mới cho anh em. Xe của một cán bộ tòa án luôn ấy, con này thì khá là đẹp luôn. Trước đây thì bác nhà bác thì có Rolls-Royce, có BMW đủ rồi, nhưng bác mua này cho vợ đi, bây giờ bác đổi cho con Marlin rồi, giá 108 triệu. Rồi tiếp tục vào đây chúng ta xem nào, xem là có những xe nào dưới 200 mà loanh quanh vài chục thì đây. Đây rồi. Nếu như các bác nào mà thích rộng rãi hơn Marlin, rộng rãi hơn i10, rộng rãi hơn Marlin, rộng rãi hơn i10 mà là cũng là cái hàng nhập khẩu nguyên chiếc, chúng ta có thể xem vào chiếc xe này. Một chiếc Gentra X nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc 207 số tự động, đăng ký 2008 với giá 179 triệu đồng. Một con này thì khối động cơ của nó chỉ có 1.2 thôi. Khối động cơ của nó chỉ có 1.2 thôi, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn nhé các bạn nhé. Ở mẫu xe này thì rộng dài hơn Morning, rộng dài hơn i10 và chạy thì đậm hơn i10. Đấy. Đây, nếu chúng ta thích i10 thì chúng ta đã có chiếc xe này, nó cũng dưới 200 tí này. 196 triệu nhưng các bác đã sở hữu được chiếc i10 2014 số sàn bản Pay. Con này thì đã được lên la răng đúc tên tư nhân biển Hải Dương đời 2014, lên cả màn hình lẫn cam nồi, cam hành trình, âm thanh nghe tức ngực luôn. Với giá con này là 196 triệu, nó hơi quá cái ngưỡng của em nhưng mà thôi thì em cứ quay video các bạn giả 109 hay là 185 hay là như nào thì em biết bán, em bán thì sao, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục đây là một chiếc xe Matiz, cũng là nhập khẩu nguyên chiếc, con này 5 chỗ ngồi, đời 2009 nhá, biển 15A68845, số tự động nhập khẩu chạy phê lòi, chạy phê lòi luôn, 145 triệu. Đấy, nếu ít tiền chúng ta đi là này, vừa lành vừa bền, tiết kiệm nhiên liệu mà sửa chữa thì cực kỳ rẻ, rẻ hơn cả xe máy các bạn. Nếu thật đấy, con này sửa chữa rẻ, xe máy mà xăng thì ăn thì như ngửi rồi, nó nhỏ như này thì các bạn cứ ống đầy xăng vào nó không ăn được, nó chỉ có ăn đến cái mức của nó thôi. Đó, con này thì khá là ok, với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 145 triệu thôi. Morlin thì nhà em còn mấy con Morlin nhập số tự động như con biển 16M3992 này, với giá bán chỉ có 189 triệu thôi. 189 triệu Morlin 2008 nhập khẩu, đăng ký là 2009, một chủ từ đầu nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này. Số tự động bản SNX nhá. 189 triệu. Hay là anh em nào mà hỏi cái dòng Morlin mà dưới 100 triệu thì có con này. Đây là một chiếc Morlin 2007 hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc đời 2007, nhập khẩu số sàn, máy của nó là 1.0 biển 90A01109, sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên em đang bán có 99 triệu rồi. 99 triệu. Đây ạ, 35A30235 là một chiếc i10 nhé. Nếu anh em nào không đủ tiền mua chiếc i10 24 form mới, chúng ta sẽ có là với cái tầm tiền Morlin 2013 thì chúng ta có thể là sử dụng i10 23 này. Con i10 23 này thì nói là nhập khẩu nguyên chiếc của ở Hà Ấn Độ, biển 35A30235, sơn si màu bạc. Với chiếc xe này thì nó được trang bị 4 máy liền, 4 máy 1.0, 4 máy 1.1 nhé, chạy cực kỳ phê luôn. Và nói chung là cái dòng i-Morlin thì không thể ăn đứt được dòng xe này. Nó là một chiếc xe nhập khẩu và giá bán có 168 triệu đời 2013. Đây có một chiếc Morlin nhưng nó số tự động biển 15A19934. Con này hiện tại bên em đang bán 189 triệu số tự động nhé, 2008. Ở đây có một chiếc xe này thì em bán rồi, con này thì nhận cọc rồi. Đây có một chiếc Spark này, Spark 2008 với giá có 83 triệu thôi, biển 15A25230, 83 triệu. Ở đây có một chiếc Matiz mà giá chỉ có 48 triệu thôi, 48 triệu. Nghĩ thì các bạn bảo là mẹ xe 48 triệu thì không biết là các bạn, các ông đi kiểu gì, có phải vừa đi vừa đổ. Nó thật em, con này em bao ship từ đến là Sơn La luôn, nói luôn cho các bạn cho nhanh cho nó vuông, đúng không ạ? Các bác cứ nghĩ thế thôi, nhưng mà bọn em bán xe bọn em phải đi được bọn em mới mua.
nhiều bác hỏi ô xe có đi được không, mà không đi được chẳng nghe em mang vào đây em bày bán, thế đến lúc các bác mua thì các bác đi kiểu gì, đúng không ạ? Nói là nó phải chuẩn, đúng không ạ? Nói là nó phải chuẩn, mà giá có 48 triệu em bao, em không phải là bao mà em có thể đánh xe từ đến Sơn La cho các bạn luôn, kể cả đường đồi, đường đèo, đường dốc, nhưng chi phí thì các bạn phải trả giá đó, thì em không bao được đến Sơn La đâu, em chỉ bao quanh quanh khu này thôi. Đấy, nói luôn để cho các bạn hiểu không ạ? Ấy giờ này bao vận chuyển nữa thì chết tiền, đúng không ạ? Nhỡ mồm mất phanh thì chết tiền các bạn ạ. Ở đây có những cái dòng xe sedan đây. Ai giải gặp ngay cửa hàng ngay đầu đây là một chiếc Hyundai Sonata. Ôi, tiếng chả mào hót rất hay luôn. Xích chuyền anh em nuôi rất nhiều chim này. À, các bạn nào thích chim thì đến đây nghe chim hót thôi cũng được. Đó, Sonata 2004, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Số tự động, máy của nó là 2.0. Và với chiếc xe này ấy, thì hiện tại là Tuấn Anh đang chờ bán với một cái giá khá hợp lý. Đó là 189 củ có bớt, rồi anh em nào mua thì em để cho 175, bớt cho bác 14 triệu 175 được, hoặc bớt tí nữa thì các bạn xuống đây gặp em, chỉ có em mới có thể giải quyết được những cái vấn đề mà về giá cả thôi. Ở biển Hà Nội nhé, số tự động nhé. Hoặc là xong đây chúng ta đang có một chiếc BMW đấy, toàn những cái dòng xe sang rẻ mà sang hịn mịn luôn. 99K3969, một chiếc BMW 2004, hiệu 318i, máy 2.0, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. 99 là biển của tỉnh đâu nhỉ bác nhỉ? Quan Họ, Bắc Linh. Vâng, với giá 169 triệu đồng. Nếu các bác nào thích rẻ thì xuống đây em lại bớt cho hơn 100 triệu thôi, có cả BMW để đi thì cực kỳ ok và chạy TLP luôn, đúng không ạ? Số tự động 2.0, hiệu 318i, quá là ok và quá là chất lượng cho các bác rồi, đúng không ạ? Tiếp tục ạ, tiếp tục xem có con nào không. Ở khu này toàn xe đắt tiền rồi. Đây rồi, đây có con màu trắng, giá của nó thì lại rất là rẻ đây. Đó, con này bán 189 triệu, nhưng các bác nào thích xuống đây em lại bớt cho các bác chục. Đó, một chục, một chục là các đủ các bạn sang tên chi phí đi lại rồi. Vios, Vios 2010, Vios 2010, số sàn, máy 1.5, một chiếc xe cực kỳ ok, màu trắng thủy chung. Quay toàn xe rẻ, gas xì hơi rồi. Biển 34 màu trắng Ngọc Trinh, 189 triệu. Xuống đây em bước cho chục. Rồi, đấy chắc chỉ còn vài chiếc xe nữa để cho các bạn xem thôi. Ôi trời ơi. Tiếp tục đây có một chiếc xe 199 triệu này. Đấy, tất nhiên thì nó ở cái ngưỡng cửa mấp mé 200. Nên là con xe này thì nó thuộc là hệ gọi liệt kê của cái hàng dưới 200, nhưng nó phải là 199 triệu. Vios đời 2011, phiên bản số sàn, máy 1.5, biển 90A06947, sơn si màu bạc, lưng phun kịch đồ như e. Con này thì đăng kiểm tháng 4 năm 2023, la răng đúc 4 bánh, nội thất như e và xe cực kỳ đẹp cho anh em. Với giá bán 199 triệu là đã giảm 15 triệu rồi, trước đây thì cũng đã giảm rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì giảm 15 triệu rồi. Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Tiếp tục ở đây chúng ta có một cái siêu phẩm mà có thể nói là rất là rẻ, là món hời cho các bác luôn. Đó là một chiếc xe Daewoo Lacetti 2008 cơ. Biển 23A04673, sơn si màu bạc. Với giá có 125 củ, nếu anh em xuống đây thiện chí em bớt cho tầm chục nhá. Chục đến hơn chục nữa, còn cứ bớt tạm cho các bác một chục nữa, xuống đây bớt tiếp nhá. Không phải trình bày nhiều. 1.6 và 1.6 2008, số sàn và xe của nó thì rất là chất luôn, biển Lào Cai, Hà Giang. Ở đây có con 198 triệu, nhưng mà thôi thì anh em nào mà mua thì ở đây em để cho bớt cho các bác chục nữa đi. Nói chung là cứ bớt cho các bác tí thì đi là các bác lên được. Con này là số tự động em lần 2011, xung động 1.8, biển 20A47096, 198 triệu đồng, đúng chưa? Bớt cho các bác sâu sâu tí nữa là được. Ok, vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho anh em về những cái dòng xe mà loanh quanh dưới 200 và trên mấy chục thì có rất nhiều. Và ngày mai Tuấn Anh sẽ quay tổng thể luôn. Và hôm nay thì Tuấn Anh chỉ quay thế thôi. Cảm ơn tất cả mọi người cũng quý khách hàng, các bạn đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng em nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.